chưa, nhà có ba người à đó, mà tối ngày tôi ở thui thủi mình tôi à, chồng á thì đi đánh cờ với bạn, còn con gái á thì chơi với bạn trai, thiệt tình. Bà ơi, trời đất ơi, sao mà vậy, bộ té xe hả? Có sao không? Đây 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 đây, tôi vô chống cái xe cho. Trời đất ơi, mới mần cái quá mạng. Trời đất ơi, rồi có sao không? Trời ơi, cái chống rồi nó cũng bị gãy luôn rồi hả? Gãy rồi. Trời đất ơi nè, ông đi sao mà bị, rồi có sao không? Đang đi chạy đó, vừa ra tới ngã ba tự nhiên thấy cái bóng bay qua mờ mờ, thấy thằng nhỏ nó thù lù đằng trước đó. Cái tôi né vô đụng cái gốc cây té xuống. Rồi sao? Trời ơi, té xuống mày quá, gặp bà Tư Mập á. Bà ngồi bà cắt cỏ, tôi đè lên bà, lúc đầu tôi tưởng tâm niệm, tôi mừng, tôi nói má ơi niệm mềm quá, bà đứng lên bà vô cho tắt tay. Bà nói trời ơi dám dê tôi hả? Tôi hỏi ủa ai vậy? Bà nói tôi Tư Mập nè. Sao bữa nay anh dê tôi? Tôi nói trời ơi tôi lại chị Tư, vợ tôi ăn hết, có đâu ăn tới chị. Trời ơi, nhưng mà té thì người bà là êm ái quá, mà sao mà ông thấy ông đi là làm có bị trầy xước đâu? Đâu tôi lấy dầu tôi xước cho. Hên là nằm hết trên người bà cho nên không có bị gì hết. Mà sao lạ, con mắt tôi bây giờ nó làm sao á? Sao nó cứ mờ căm mà không có thấy gì hết trơn á, trời, bực bội dễ sợ. Chà, không được đâu, cái điều này ông phải đi khám mắt nha. Sao tự nhiên thấy mờ mờ ghê ghê quá. Thôi nè, muốn đi đâu á thì nói con cái nó chở đi, chứ mà rồi đi không thấy đường vậy rồi té vậy đó, mai là ở đầu hẻm á, phải ra ngoài đường lớn là chết luôn vậy đó. Bà sao thôi, bà làm thấy ghê quá. Thôi vô đây ngồi, gì phải đi khám. Thôi, tôi nhiều khi nó bị giống như già rồi, thiếu máu nó xâm sàng chứ. Thôi ngồi đây đi, ngồi đây đi, tôi coi có cái gì tôi lấy vào tôi xước cho. Không có sao, không có sao. Hả? Không có chạy chùa vậy chứ. Chân cẳng không có trầy hả? Trời ơi té. Tôi nằm mới có 1/3 người của bà chứ mấy. Trời ơi, mà bà Tư béo nè. Chứ con Hiền đâu rồi? Nó đi chơi với thằng Thảo rồi, cái thằng học ngành kinh tế đó. Mà sao cái con nó ăn rồi đi chơi hoài vậy? Mà đi chơi với đứa nào không đi, cứ đi với cái thằng Thảo luôn chi. Bây giờ tôi với bà lớn tuổi rồi, cần là cần cái người mà sau này xong lấy bác sĩ rồi này nọ cho chữa bệnh rồi cho mình cho đỡ. Ông làm như lấy chồng bác sĩ dễ lắm vậy, ở đâu kiếm ra? Thiếu cha gì vô bệnh viện thiếu gì? Chứ bệnh viện ta khám chứ vô trọng lấy chồng ha. Thì vô giả bộ bà vô bà nằm đó 1 tháng rồi con Thảo đi nuôi ăn dầm nằm về, chổng kiếm bác sĩ nào chài nó. Gì lãng, tự nhiên trù người ta bệnh nằm trỏng ông. Ông mắt không thấy đường phải kêu Hiền khám mới được đó nghe. Khám ông y nghe ông mệt à. Mệt quá. Dạ, ba má con mới về. Dạ, chào hai bác. Thấy không, thấy ai không? Hả? Thấy ai không? Sao y như cái xe trâu vậy? Hả? Cái gì vậy? Thấy ai không? Nó mờ căm không có thấy gì. Trời ơi, con Hiền nè. Nghe giọng mày biết mà ba không có thấy, nó mờ quá con ơi, không biết sao thôi nha. Ba mày mới bị té đó. Trời, ba sao vậy, ba có sao không? Không có sao nữa mày. Rồi ba có nhức đầu không, có bị mắc ói gì không? Ba có, mà sao tự nhiên ba vậy vậy má? Bác hay con chở bác đi lên bệnh viện chụp phim nha bác. Ừ, đi mày làm gì ta chấn thương sọ não rồi chụp phim. Ba mày nói là thấy không có mờ mờ, ta đứng kế bên không có thấy, không có thấy rõ. Trời ơi, nó mờ khó chịu lắm. Không lẽ ba mày mà té rồi cái bà Tư béo bảo dẹo giả một cái mình là lông não ông, sao mà giờ ông dòm thì cũng không thấy gì. Trời ơi ghê quá. Khoan, bác cho con nhìn bác trai cái. Bác nhìn, bác nhìn thẳng vô con nè. Bác mở con mắt bác to lên. Ồ, sao hai con mắt bác, con ngươi nó mờ lắm. Con ngươi nó trắng đục. Là sao con? À, bị cái gì? Cái này nè, con thấy giống như cái hiện tượng mà bị đục thủy tinh thể á. Trời, người ta gọi là bị cườm khô đó bác. Hả? Rồi, vậy là bị vậy thì sao? Cái này nè, có nghĩa là bị đục thủy tinh thể. Đó, dân gian mình gọi là cườm khô. Cái này mình phải đi vô trong bệnh viện á, xong rồi mình cho bác sĩ khám, xong rồi bác sĩ mổ mắt là hết. Thôi, đừng có suối bậy à. Sao vậy ba? Bây giờ một cây bay lớn vậy hay là cái dầm nhỏ xíu nó bay vô con mắt mình đã khó chịu rồi. Bây giờ tới đó cho nó mổ ra xong nó móc mắt ra, nó chà giấy nhám, nó xịt đồ vô nó chùi. Thôi dẹp đi bỏ đi. Trời ông ơi, nói người ta nghe. Hiện đại lắm ông ơi. Chứ làm như là xe đạp mà giá rồi chà giấy nhám, ông này ông nói thì sao đâu. Biết rồi nè, ba sợ đau đúng không? Với lại ba sợ tốn tiền nè đúng không? Đúng rồi. Người ta mổ hà rầm có sao đâu. Con nói bác nghe. Bác đừng có nghe mà nhiều người người ta đồn đãi vậy, chứ đâu có ai chuyện là con mắt mà chà với nhám vậy con sao được. Sao con biết rành vậy? Tại vì ba con mới mổ tháng rồi nè. À vậy hả? Mổ xong một cái là nhìn thấy rõ ràng bị y chang vậy luôn. Vậy bị hả? Đục thủy tinh thể đó, bị cườm khô. Cái vô cái ta bây giờ người ta làm nhanh lắm. Nhanh mà không có đau chút xíu nào hết trơn rồi. Về liền không? Biết sao không? Cái đó có nghĩa là cái mắt mình á, cái thủy tinh thể mình bị đục.
thì người ta thay một cái thủy tinh thể nhân tạo thế vô, dễ nhìn lắm mà không có cực khổ gì hết trơn á. Con chở bác đi. Con chở bác đi. Đi đem lên xe. Đi, liền đi, đi khám đùm tuôn cái đi, cái chuyện này không để lâu được đâu. Sao mà ép tôi quá hả? Thôi mà đi giùm tuôn cái đi trời. Bác tin con đi, con chở bác tới đó. Nếu như mà bác sĩ mà người ta nói khác, thua gì con cũng thua bác hết trơn á. Không, nó đi đi làm ơn đi giùm tôi. Không thấy được đi bà tốn tiền. Tốn tiền đâu. Mà hết bệnh thì cũng nên tốn, không có sao đâu ông. Nếu ổng đầu cái nó bảo hiểm lên. Rồi, rồi. Nhớ ôm nó kỹ lưỡi nghe không? Vì cái nét đẹp của bà mà tôi đi mần đó nghe. Ừ. Thấy nó cứ mờ mờ ảo ảo khó chịu lắm. Rồi ba lên đi. Để nó vô số đã giờ lên. Rồi cài nó đại cài cài cẩn thận nha, nó bảo hiểm đại ừ. Cẩn thận nha. Rồi rồi rồi. Yên tâm. Ôm ôm để ông ôm đã. Rồi rồi rồi. Ôm nghe. Ông Sáu Lành được khám và phát hiện bị đục thủy tinh thể cườm khô do tuổi già. Ông được chỉ định mổ mắt. Chỉ một ngày sau ông đã được mở băng mắt và xuất viện. Sao? Bác đã thấy rõ chưa? Tôi thấy rõ rồi nè, giờ tôi thấy rõ mặt bác sĩ rồi. Rõ rồi phải không? Đó bác thấy chưa? Đâu có gì đâu, không phải đáng mà để mà sợ. Đúng không bác? Cườm khô có thể chữa nhanh bằng một ca mổ mà không đau. Đó, rồi quan trọng là bác nên nhớ một điều là cái bệnh cườm khô này sau khi mổ rồi đã phục hồi thị lực rất là nhanh, lao động vẫn bình thường. Đó, bây giờ bác đã nhìn thấy rõ mọi thứ lại như bình thường rồi, thấy không? Phải rồi, bây giờ tôi nhìn thấy rõ dữ lắm rồi. Cảm ơn bác sĩ nhiều nha. À, mà bác sĩ, cái bệnh cườm khô này nguyên nhân là do đâu? À, bác biết không, cái bệnh cườm khô này nguyên nhân là do chính là tuổi già. Nói chung những người mà già lớn tuổi thì là cái những cơ quan bộ phận trong người mình nó cũng già theo. Nên là thành ra cái thủy tinh thể nó cũng già, thành ra nó bị đục, bị mờ. Đó, thành ra mà khi mà thủy tinh thể nó bị mờ mà bị đục như vậy đó là con mắt mình nó sẽ yếu đi, người ta lại sợ, người ta không dám đi mổ. Mà ngoài cái những cái nguyên nhân đó là còn thêm một cái nguyên nhân nữa, có thể là do mình bị chấn thương về mắt nữa. Mà bác biết không, theo thống kê là hơn 80% người mà mắc cái bệnh mà cườm khô là đục thủy tinh thể đó là đa số là cái người trên 50 tuổi giống như bác vậy đó. Phải rồi, tôi trên 50 rồi mà. Vậy hả bác? Hèn gì nó bị đục. À quên nữa, bác ơi cái anh con trai nãy đâu? Ảnh có chờ chở bác về không? Có, con trai tôi y mà không. Dạ. Nó không phải con trai tôi. Ờ chứ gì bác? Nó con rể. À con rể à? Không, mà con rể tương lai thôi. Rể tương lai. Vậy là chúc mừng bác. Bác có phước quá, có anh rể tương lai thật là chu đáo đó nha. Ui, tôi nói bác sĩ nghe, nó học bên kinh tế. Yeah. Mà sao mắt tai mũi họng gì nó rành ráo trọi à. Ôi, công nhận cái thằng này hay thiệt, nó nghiên cứu dữ lắm. Nhờ có nó xúi tôi mới đi đó, chứ không thôi dễ gì. Cứ lì à. Mà sau khi bác mổ rồi bác thấy là nó rất là nhanh lẹ mà không gì đau đớn hết, đúng không bác? Đúng, khỏe thiệt. Thôi giờ con chúc mừng bác. Đâu sau khi mổ chúc bác mau lành bệnh ha. Dạ. Rồi xong bác nhớ cái điều quan trọng là cứ 6 tháng một lần là nên đi tái khám mắt. Bác sĩ nói sao? 6 tháng một lần đi tái khám mắt. Rồi, tôi nhớ rồi. Cái câu của bác sĩ là tôi nhớ. Bây giờ tôi về tôi niệm như kinh Nhật tụng vậy đó. 6 tháng khám mắt một lần, 6 tháng khám mắt một lần, 6 tháng khám mắt một lần. Thế là tôi cũng nhớ. Thôi cảm ơn bác sĩ, tôi về nha. Dạ thôi, chào bác. Tôi về. 6 tháng khám mắt một lần, 6 tháng khám mắt một lần. Ơi, công nhận cảm ơn con ghê nghe Thảo. Trời ơi, nhờ mày xúc ổng đi, ổng mổ mắt bây giờ tao nói đi đâu ổng cũng khen con nức nở. Ba đã ba đã. Ủa, để quý tôi tới rồi hả? Dạ, để quý luôn. Trời ơi. Ba. Khỏe không? Dạ khỏe. Ê, chưa cưới ba gì mày. Nè. Bác thôi. Hả? Nè, quay qua đây coi vợ ông sao, thấy rõ chưa? Đẹp quá. Y hệt như hồi xưa, không khác chút nào. Chỉ có cái độ phì nhiêu nó tăng lên. Hôm nay bác thấy con rõ chưa? Thấy rõ. Dạ. Hồi mà bác thấy mờ mờ đó. Thì bác thấy mày khoảng 2/3 này à. Hả? Mày biết gì không dám đi trị mắt không? Ngồi đi, ngồi đi. Dạ. Anh ngồi đi. Bổ cái này xong á nó khỏe ghê bà. Vậy hả? Trời ơi, tôi thấy rõ dễ sợ luôn á. Từ nay trở đi tôi đâu có phải gì làm bà cực khổ mà thấy cái này không thấy cái kia, nó khổ lắm con. Rồi, bữa nay nha, má với con có làm vài món. Bữa nay là phải ăn mừng ba sáng mắt nè. Đúng rồi, với lại đãi rẻ tao nữa, nó giỏi quá nó dẫn tao đi nè. Còn một cái điều quan trọng nữa mà bác phải nhớ, đó là bác sĩ dặn là 6 tháng mình phải đi khám mắt một lần. Dạ. Bác nhớ chưa?
nhớ bác chưa? Sĩ dở sổ ra. Dạ. Xong xuôi rồi á là dặn bác kỹ càng lắm rồi. Dạ. Lúc mà con đi lấy xe đó. Dạ. Là ở trong này ông dặn kỹ càng lắm. Dạ. Bây giờ á cái câu dặn của ổng y như kinh Nhật tụng của bác vậy đó. Là sao bác? Chú bác cứ tụng hoài thôi. Dạ. Trời ơi nó vui hết biết. Ấy mày coi đi mặn đồ ăn đi. Giờ xài di động được rồi nè. Không chín nữa. Bấm số được luôn. Bấm luôn. Chắc ngon lành, ông chín cái gì? Phải không? Ờ, ổng đó. Mời ổng ăn cơm luôn. Biết rồi. Alo, anh chín hả? Tôi nè. Cái gì? Nhà tôi rần rần lắm. Ăn mừng. Anh qua chơi tôi. Tôi mới vừa mổ mắt sáng hết trơn rồi. Trời ơi, bây giờ sáng vô địch thiên hạ. Mổ rồi. Đơn giản lắm nghe, mà thay cái gì? Thủy tinh thể. Thay cái ly thủy tinh. À mà hay. Thủy tinh thể con má. Thay cái thủy tinh thể. Đúng rồi. Rồi, thay rồi. Trời ơi, bây giờ thủy tinh thể của tôi là thủy tinh thể nhân tạo. Đó. Thấy ghê không? Sáng lắm. Khỏe lắm, mổ xong gì liền ha. Có nằm gì đâu. Mời mốt quýnh cờ với tôi ha, phải cẩn thận nghe chưa? Không phải là đơn giản, mấy bữa tôi thấy con xe tôi tưởng con chốt rồi anh lùa anh ăn tôi bấy trận tôi giận anh á. Mà có này nè, tôi dặn anh đi, bây giờ kinh nghiệm từ tôi nè, giờ tôi nói anh luôn nha, nhớ đi khám mắt đi. Bác sĩ dặn tôi rồi, trên 50 tuổi là 6 tháng phải khám mắt một lần đó. Nhớ không? Không nhớ hả? Mời mốt tôi qua tôi dạt mấy cây dừa nhà anh, tôi ghi trận hết. Anh ra giường là anh thấy sao thang khám mắt một lần, sao thang khám mắt một lần. Vậy nha, rồi tôi chờ nha. Qua. Vui quá trời, ổng vui. Ông đây là sao thang ông khám mắt lần luôn. Dạ, yeah, quá tốt. Còn thăm leo lên dạt dừa của ta. Kính thưa quý vị, khi thấy mắt chúng ta bắt đầu mờ và không đau và con ngươi dần trở nên trắng đục thì quý vị nên đi khám ở những cơ sở y tế gần nhất. Có thể mình mắc chứng đục thủy tinh thể. Đục thủy tinh thể có thể chữa bằng một ca mổ rất nhanh và thay thủy tinh thể nhân tạo. Đặc biệt là sau khi mổ chúng ta vẫn cứ hoạt động bình thường. Và quý vị nhớ khám mắt 6 tháng một lần định kỳ nha. Ra nó trà với nhám nó xịt đồ với nó chùi tao dẹp đi bỏ đi rồi ông ơi. Ông người ta nghe. Hiện đại lắm ông ơi, cái làm như là xe đạp mà giá rồi trà với nhám ông này ông nói thì sao đâu. Biết rồi nè, ba sợ đau đúng không, với lại ba sợ tốn tiền nè đúng không? Đúng rồi. Người ta mổ hà rầm có sao không? Nói bác nghe. Bác đừng có nghe mà nhiều người người ta đồn đại vậy chứ đâu có ai chuyện là con mắt mà chài với nhám vậy coi sao được. Sao con biết rành vậy? Tại vì ba con mới bị mới mổ tháng rồi nè. À vậy hả? Mổ xong một cái là nhìn thấy rõ ràng bị y chang vậy luôn. Vậy bị hả? Đục thủy tinh thể đó, bị cườm khô. Cái vô cái ta bây giờ người ta làm nhanh lắm. Nhanh mà không có đau chút xíu nào hết trơn rồi. Về liền không? Biết sao không? Cái đó có nghĩa là cái mắt mình á, cái thủy tinh thể mình bị đục. Thì người ta thay một cái thủy tinh thể nhân tạo thế vô, dễ nhìn lắm mà không có cực khổ gì trơn á. Con chở bác đi. Đi nèm lên xe. Đi, liền đi, đi khám đùm tuôn cái đi, cái chuyện này không để lâu được đâu. Sao mà ép tôi quá hả? Thôi mà đi dùm tuôn cái đi trời. Bác tin con đi, con chở bác tới đó. Nếu như mà bác sĩ mà người ta nói khác, thua gì con cũng thua bác hết trơn á. Nó đi đi làm ơn đi dùm tuôn. Không thấy đường đi bà tốn tiền. Không tốn tiền đâu. Mà hết bệnh thì cũng nên tốn, không có sao đâu ông. Nếu ổng đầu cái nó bảo hiểm lên. Rồi, rồi. Nhớ ôm nó kỹ lưỡng nghe không? Vì cái nét đẹp của bà mà tôi đi mần đó nghe. Ừ. Thấy nó cứ mờ mờ ảo ảo khó chịu lắm. Rồi ba lên đi. Để nó vô số đã giờ lên. Rồi cài nó đại cài cẩn thận nha, nó bảo hiểm đại. Ừ. Cẩn thận nha. Rồi rồi rồi. Yên tâm. Ôm để ông ôm đã. Rồi. Ôm nghe. Ông Sáu Lành được khám và phát hiện bị đục thủy tinh thể cườm khô do tuổi già. Ông được chỉ định mổ mắt. Chỉ một ngày sau ông đã được mở băng mắt và xuất viện. Sao? Bác đã thấy rõ chưa? Tôi thấy rõ rồi nè, giờ tôi thấy rõ mặt bác sĩ rồi. Rõ rồi phải không? Đó bác thấy chưa? Đâu có gì đâu, phải đáng mà để mà sợ. Đúng không bác? Cườm khô có thể chữa nhanh bằng một ca mổ mà không đau. Đó, rồi quan trọng là bác nên nhớ một điều là cái bệnh cườm khô này sau khi mổ rồi đó phục hồi thị lực rất là nhanh, lao động vẫn bình thường. Đó, bây giờ bác đã nhìn thấy rõ mọi thứ lại như bình thường rồi, thấy không? Phải rồi, bây giờ tôi nhìn thấy rõ.
chưa, nhà có ba người à đó, mà tối ngày tôi ở thui thủi mình tôi à, chồng á thì đi đánh cờ với bạn, còn con gái á thì chơi với bạn trai, thiệt tình. Bà ơi, trời đất ơi, sao mà vậy, bộ té xe hả? Có sao không? Đây 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 đây, tôi vô chống cái xe cho. Trời đất ơi, mới mừng cái quá mạng. Trời đất ơi, rồi có sao không? Trời ơi, cái chống rồi nó cũng bị gãy luôn rồi hả? Gãy rồi. Trời đất ơi nè, ông đi sao mà bị, rồi có sao không? Đang đi chạy đó, vừa ra tới ngã ba tự nhiên thấy cái bóng bay qua mờ mờ, thấy thằng nhỏ nó thù lù đằng trước đó. Cái tôi né vô đụng cái gốc cây té xuống. Rồi sao? Trời ơi, té xuống mày quá, gặp bà Tư Mập á. Bà ngồi bà cắt cỏ, tôi đè lên bà, lúc đầu tôi tưởng tâm niệm, tôi mừng, tôi nói má ơi niệm mềm quá, bà đứng lên bà vô cho tất tay. Bà nói trời ơi dám dê tôi hả? Tôi hỏi ủa ai vậy? Bà nói tôi Tư Mập nè. Sao bữa nay anh dê tôi? Tôi nói trời ơi tôi lại chị Tư, vợ tôi ăn hết, có đâu ăn tới chị. Trời ơi, nhưng mà té thì người bà là êm ái quá, mà sao mà ông thấy ông đi là làm có bị trầy xước đâu đâu, tôi lấy dầu tôi xước cho. Hên là nằm hết trên người bà cho nên không có bị gì hết. Mà sao lạ, con mắt tôi bây giờ nó làm sao á? Sao? Nó cứ mờ căm mà không có thấy gì hết trơn á, trời. Bực bội dễ sợ. Chà, không được đâu, cái điều này ông phải đi khám mắt nha. Sao tự nhiên thấy mờ mờ ghê ghê quá. Thôi nè, muốn đi đâu á thì nói con cái nó chở đi. Chứ mà rồi đi không thấy đường vậy rồi té vậy đó, mai là ở đầu hẻm á, phải ra ngoài đường lớn là chết luôn vậy đó. Bà sao thôi, bà làm thấy ghê quá. Thôi vô đây ngồi. Cần gì phải đi khám. Thôi. Tôi nhiều khi nó bị giống như già rồi, thiếu máu nó xâm sàn chứ. Thôi ngồi đây đi, ngồi đây đi, tôi coi có cái gì tôi lấy vào tôi xước cho. Không có sao, không có sao, hả? Không có chạy chùa vậy chứ. Chân cẳng không có trầy hả? Trời ơi té. Tôi sao? Nằm mới có 1/3 người của bà chứ mấy. Trời ơi, mà bà Tư béo nè. Chứ con Hiền đâu rồi? Nó đi chơi với thằng Thảo rồi, cái thằng học ngành kinh tế đó. Mà sao cái con nó ăn rồi đi chơi hoài vậy? Mà đi chơi với đứa nào không đi, cứ đi với cái thằng Thảo luôn chi. Bây giờ tôi với bà lớn tuổi rồi, cần là cần cái người mà sau này xong lấy bác sĩ rồi này nọ cho chữa bệnh rồi cho mình cho đỡ. Ông làm như là lấy chồng bác sĩ dễ lắm vậy, ở đâu kiếm ra? Thiếu cha gì vô bệnh viện thiếu gì? Chứ bệnh viện ta khám chứ vô trọng lấy chồng ha. Thì vô giả bộ bà vô bà nằm đó 1 tháng rồi, con Thảo đi nuôi ăn dầm nằm về, chổng kiếm bác sĩ nào chài nó. Gì lạ mà tự nhiên trù người ta bệnh nằm trỏng ông. Ông mắt không thấy đường phải kêu Hiền khám mới được đó nghe. Khám bị y nghe ông mệt à. Mệt quá. Dạ ba má con mới về. Dạ chào hai bác. Thấy không, thấy ai không? Hả? Thấy ai không? Sao y như cái xe trâu vậy? Hả? Cái gì vậy? Thấy ai không? Nó mờ căm không có thấy gì. Trời ơi con Hiền nè. Nghe giọng mày biết mà ba không có thấy, nó mờ quá con ơi, không biết sao thôi nha. Ba mày mới bị té đó. Trời, ba sao vậy, ba có sao không? Không có sao nữa mày. Rồi ba có... ba có nhức đầu không, có bị mắc ói gì không? Ba có, mà sao tự nhiên ba vậy vậy má? Bác hay con chở bác đi lên bệnh viện chụp phim nha bác. Ừ, đi mày làm gì ta chấn thương sọ não rồi chụp phim. Ba mày nói là thấy không, mà mờ mờ ta đứng kế bên không có thấy, không có thấy rõ. Trời ơi. Nó mờ khó chịu lắm. Không lẽ ba mày mà té rồi cái bà Tư béo bảo dẹo giả một cái mình là lông não ông sao mà giờ ông dòm thì cũng không thấy gì trời. Trời ghê quá. Khoan bác cho con nhìn bác trai cái. Bác nhìn, bác nhìn thẳng vô con nè. Bác mở con mắt bác to lên. Ồ. Sao hai con mắt bác con ngươi nó mờ lắm. Con ngươi nó trắng đục. Là sao con? À, bị cái gì? Cái này nè, con thấy giống như cái hiện tượng mà bị đục thủy tinh thể á, người ta gọi là bị cườm khô đó bác. Hả? Rồi, vậy là bị vậy thì sao? Cái này nè, có nghĩa là bị đục thủy tinh thể. Đó, dân gian mình gọi là cườm khô. Cái này mình phải đi vô trong bệnh viện á, xong rồi mình cho bác sĩ khám, xong rồi bác sĩ mổ mắt là hết. Thôi, đừng có suối bậy à. Sao vậy ba? Bây giờ một cây bay lớn vậy hay là cái dầm nhỏ xíu nó bay vô con mắt mình đã khó chịu rồi. Bây giờ tới đó cho nó mổ ra xong nó móc mắt. Bây giờ tao nói đi đâu ông cũng khen con nức nở. Ba đã ba đó. Ủa, để quý tôi tới rồi hả? Trời ơi. Trời ơi. Ba. Khỏe không? Dạ khỏe. Ê, chưa cưới ba gì mày. Nè. Bác thôi. Hả? Nè, quay qua đây coi vợ ông sao thấy rõ chưa? Đẹp quá. Y hệt như hồi xưa không khác chút nào. Chỉ có cái độ phì nhiêu nó tăng lên. Hôm nay bác thấy con rõ chưa? Thấy rõ. Dạ. Hồi mà bác thấy mờ mờ đó thì bác thấy mày khoảng 2/3 này à. Hả? Mày biết gì không dám đi trị mắt không? Ngồi đi. Dạ. Anh ngồi đi. Bổ cái này xong á nó khỏe ghê bà. Vậy hả? Trời ơi tôi thấy rõ dễ sợ luôn á. Từ nay trở đi tôi đâu có phải gì làm bà cực khổ mà thấy cái này không thấy cái kia nó khổ lắm con. Rồi bữa nay nha, má với con có làm vài món.
Bữa nay là phải ăn mừng ba sáng mắt nè. Đúng rồi, với lại đãi rẻ tao nữa, nó giỏi quá nó dẫn tao đi nè. Còn một cái điều quan trọng nữa mà bác phải nhớ, đó là bác sĩ dặn là 6 tháng mình phải đi khám mắt một lần. Dạ. Bác nhớ rồi. Chưa? Nhớ bác chưa? Sĩ dở sổ ra. Dạ. Xong xuôi rồi là dặn bác kỹ càng lắm rồi. Dạ. Lúc mà con đi lấy xe đó. Dạ. Là ở trong này cũng dặn kỹ càng lắm. Dạ. Bây giờ cái câu dặn của ổng y như kinh Nhật tụng của bác vậy đó. Là sao bác? Chú bác cứ tụng hoài thôi. Dạ. Trời ơi, trời nó vui hết biết. Ấy mày coi đi mặn đồ ăn đi. Giờ xài di động được rồi nè. Không chín nữa. Bấm số được luôn. Bấm luôn. Ngon lành, ông chín cái gì? Phải không? Ờ, ổng đó. Mời mời ổng ăn cơm luôn. Biết rồi. Alo. Anh chín hả? Tôi nè. Cái gì? Nhà tôi rần rần lắm. Ăn mừng. Ăn mừng. Anh qua chơi tôi. Tôi mới vừa mổ mắt sáng hết trơn rồi. Trời ơi, bây giờ sáng vô địch thiên hạ. Mổ rồi. Đơn giản lắm nghe, mà thay cái gì? Thủy tinh thể. Thay cái ly thủy tinh. À mà thay thủy tinh thể con thay cái thủy tinh thể. Đúng rồi. Rồi, thay rồi. Trời ơi, bây giờ thủy có gì lắm rồi. Cảm ơn bác sĩ nhiều nha. Mà bác sĩ, cái bệnh cườm khô này nguyên nhân là do đâu? Bác biết không, cái bệnh cườm khô này á nguyên nhân á là do chính là tuổi già. Nói chung những người mà già lớn tuổi á, thì là cái những cơ quan bộ phận trong người mình á, nó cũng già theo. Nên là thành ra cái thủy tinh thể á, nó cũng già, thành ra nó bị đục, bị mờ. Đó, thành ra mà khi mà thủy tinh thể nó bị mờ mà bị đục như vậy đó là con mắt mình nó sẽ yếu đi. Người ta lại sợ, người ta không dám đi mổ. Mà ngoài cái những cái nguyên nhân đó là còn thêm một cái nguyên nhân nữa, có thể là do mình bị chấn thương về mắt nữa. Mà bác biết không, theo thống kê là hơn 80% người mà mắc cái bệnh mà cườm khô á, là đục thủy tinh thể đó, là đa số là cái người trên 50 tuổi giống như bác vậy đó. Phải rồi, tôi trên 50 rồi mà. Vậy hả bác? Hèn gì nó bị đục. quên nữa, bác ơi, cái anh con trai nãy đâu? Ảnh có chở bác về không? Có, con trai tôi... Ý mà không. Dạ. Nó không phải con trai tôi. Ờ, chứ gì bác? Nó con rể. À, con rể à? Không. Mà con rể tương lai thôi. Rể tương lai. Vậy là chúc mừng bác. Bác có phước quá, có anh rể tương lai thật là chu đáo đó nha. Ui, tôi nói bác sĩ nghe, nó học bên kinh tế. Yeah. Mà sao mắt, tai, mũi họng gì nó rành ráo trọi à. Ôi, công vậy nhận cái thằng này hay thiệt, nó yeah. nghiên cứu dữ lắm. Nhờ có nó xúi tôi mới đi đó, chứ không thôi dễ gì. Cứ lì à. Mà sau khi bác mổ rồi, bác thấy là nó rất là nhanh lẹ mà không gì đau đớn hết, đúng không bác? Đúng, khỏe thiệt. Thôi giờ con chúc mừng bác. Đâu, sau khi mổ chúc bác mau lành bệnh ha. Dạ. Rồi xong bác nhớ cái điều quan trọng là cứ 6 tháng một lần là nên đi tái khám mắt. Bác sĩ nói sao? 6 tháng một lần đi tái khám mắt. Rồi, tôi nhớ rồi. Cái câu của bác sĩ là tôi nhớ. Bây giờ tôi về tôi niệm như kinh Nhật tụng vậy đó. 6 tháng khám mắt một lần, 6 tháng khám mắt một lần, 6 tháng khám mắt một lần. Thế là tôi cũng nhớ. Thôi cảm ơn bác sĩ, tôi về dạ, nha. Chào bác. Tôi về. 6 tháng khám mắt một lần, 6 tháng khám mắt một lần. Ơi, công nhận cảm ơn con ghê nghe Thảo. Trời ơi, nhờ mày xúc ổng đi, ổng mổ mắt.